Xin giới thiệu với các bạn giải vô địch bóng chuyền nam tỉnh Kiên Giang năm 2020. Trận đấu tranh giải ba giữa hai đội Cao đẳng Y tế tỉnh Kiên Giang với huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang. Cao đẳng Y tế tỉnh Kiên Giang trong trang phục màu vàng, huyện Tân Hiệp trang phục màu xanh. Rồi, có đem đồ ăn theo rồi chứ. Vận động viên Vivo đầu áo số 1 trong đội tuyển.
thứ nhất bắt đầu, điểm 0-0. Điểm tân hiệp 1-0. Thank you.
Thank you.
kết thúc trận đấu thứ nhất, đội huyện Tân Hiệp thắng đội Cao Đẳng Y tế Kiên Giang.